Rồi tiếp tục video mình sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp tục một cái cây mai ghép cúc nữa. Thì hiện tại là cây nó có form cây chiều cao là 40, độ rộng hai bên 50, hoành thân tầm 9-20. Cây nằm trong chậu 255, chậu rất nung tròn. Đấy. Đây cái dàn chân để rễ rũ của nó này. Đó. Rải đều hết. Đấy, rải đều tứ dần nha. Đấy, dần đỡ rỡ này. Xô, nó xù vậy luôn không? Đó, bắt đầu nó lên mụn cóc rồi. Bắt đầu mình sẽ bán một clip dòng bonsai của mình nha. Hoành thân lớn, mập mạp. Các tay cành thì mình lách dây thì nó nụ nó như thế này nè. Nụ nói chung cây này là rất đẹp. Ghép từ đầu năm tới giờ đi một nước dây đầu tiên nha. Đó, chủ yếu là đỡ giữ form cành thôi. Sau này mình lách thêm, mình bấm giật nữa. Đây là cái ngọn phần bên trên, trên phần ngọn là nụ vẫn có đều hết, rải đều. Đây có mấy lá dừa, đó mình lệch ra cho mọi người xem. Đây là cái phần bên trên mình quay này. Đó, mình quay video rất kỹ nha. Vật ghép thứ nhất này, đó, nó liền phải không? Kéo rất là mạnh. Thứ hai này, đấy. Đây mạch cắt này. Thứ ba này. Thứ tư này. Đó. Bốn cái mối ghép. Nụ đặc nha. Đó. Thì nói chung thì mình cũng bán giá mềm cho anh em thôi. Cái này để đi dán bài của nó rất đẹp. Sau này mình sẽ đi dán bài form mà lùng, có một cái độ tam giác cân. Đấy, cân như thế này. Đây mình mới dựng ngọn sơ sơ thôi, để mình tạo ni thôi. Không, quan trọng là cây này nó dáng nó tương đối là nó hài hòa so với cái chậu, nhìn rất là lực nha nè, bên ngoài nhìn lực lắm. Chột cái cụ không lên mụn cóc rất ok, mập mạp nó làm một cục rồi đây. Đấy, cục hoành lớn. Rồi thì anh em nào thích thì liên hệ số điện thoại 0849020790 nha anh em. Cái mài rất là đẹp. Thì nói chung các tay cành thì mình đã tạo tương đối cơ bản rồi, anh em chỉ mua về nuôi chơi là ổn định rồi. Bây giờ vết ghép nó liền. Đó. Nó liền lại rất là mạnh nha anh em. Rồi xin chào ha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Anh em nào yêu thích cái này liên hệ nha.